mọi người, em review cho mọi người xem chi tiết cái ba lô đồ nghề của hãng Elora. Cái này cũng được xem là một sản phẩm bán chạy của hãng Elora nè. Mã hàng của cái này là 1386L. Cái này là cái ba lô hay là cái túi xách gì cũng được. Nó có thể vừa đựng dụng cụ đồ nghề và vừa đựng laptop và tài liệu khổ A4 luôn. Ở đây là mặt trước của ba lô và đây là mặt sau ha. Đây là cái quai sách. Ngoài cái quai sách này ra thì hãng họ có cho thêm mình một cái quai đeo ngang. Cái quai đeo ngang này mình sẽ gắn vào đây. Bên này có cái tai nè, một bên. Lên. Rồi. Cái này mình có thể thâu hoặc là mình có thể giãn ra hoặc là thâu ngắn lại tùy theo cái chiều cao của mình. Đó. Đây là quai đeo ngang ha. Còn đây là quai xách. Mình thích xách thì mình xách bằng cái quai này, mình thích đeo ngang thì mình đeo bằng cái quai này. Đó. Tóm lại nó có hai cái đồ để mình vận chuyển đây như thế. Rồi mình sẽ review trước cái ngăn ở ngoài này ha. Cái ba lô này nó có hai ngăn chính, một ngăn là đựng tài liệu laptop bên này và một ngăn là đựng dụng cụ bên này. Rồi bên ngăn này sẽ đựng dụng cụ thì ở trong này sẽ có rất là nhiều, hãng Elora họ chia ra rất là nhiều ngăn nhỏ khác nhau. Ở đây là một cái bảng dụng cụ ha, bảng dụng cụ này thì có hai mặt. Mặt bên này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ngăn. Bên này sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 với 11 là 19 ngăn. Thì cái bảng dụng cụ này mình sẽ chứa được 19 cái dụng cụ. Mình cắm bên này thì mình cắm tô vít hay kìm hay búa gì cũng được. Bên này cũng vậy ha. 19 ngăn rồi, bên này sẽ có 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dưới 19 là 27 ngăn. Đây một ngăn là 28 ngăn. Cái ngăn này ngăn nhỏ xíu nên mình có thể đựng card visit hoặc là sổ tay. 27 ngăn rồi đúng không? Tiếp tục bên này sẽ có một ngăn to, hai ngăn to, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3 cái ngăn to và 1, 2, 3, 4, 5 5 cái ngăn. Ở cái đây là 1 ngăn mà, chứ không phải là 2 ngăn nè. 1, 2, 3 ngăn to nè, 2 ngăn trung và 3 ngăn nhỏ. 27 rồi, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Đó. Thì tổng cộng cái ba lô này nó sẽ gồm có 35 ngăn nhỏ. Đó, bên này, phía bên này là đựng dụng cụ hết ha. Cái này dùng để làm gì ta? À, cái này mình có thể móc cái chìa khóa vào đây nè. Móc chìa khóa vào đây. Đây, cái này hay nè. À, bên hông nó còn có thêm hai ngăn nhỏ nữa nè. Đây. Đó. Một ngăn nè. Bên này cũng có một ngăn. Rồi. Ở đằng sau đây cũng có một ngăn nữa. Rồi nhiều thế. Ngăn này là mình đựng card visit nè, nhét vào đây ha. Cái này làm cái gì? Cái này làm cái gì thì chưa khám phá ra được. Rồi. Tiếp tục review bên cái ngăn này là cái ngăn mình sẽ chứa tài liệu kỹ thuật và laptop ở bên này. Đó. Ngăn to này hãng họ chia ra thành hai ngăn. Bên này mình có thể đựng laptop, tài liệu hoặc là bên này cũng được. Nói chung là mình thích đựng ngăn nào thì mình đựng. Và ở bên này thì nó có hãng họ thiết kế cái nắp này ha, rất là hay. Và trong này sẽ có cái khuôn mút xốp
cái mút xốp ở trong này nó rất là dày để mình đựng laptop trong này thì nó sẽ không bị sóc, nó chống sóc á. Bên này sẽ có thêm một ngăn, ngăn này thì mình đựng tiền cũng được hoặc là tài liệu quan trọng thì mình sẽ đựng ở trong này. Cái đây là cái ni lông chống thấm nước nè, thì mình sẽ đựng tài liệu quan trọng ở trong này, nếu mà lỡ có đi bị trời mưa thì sẽ không bị ướt. Rồi, bên này sẽ có 1, 2, 3 ngăn, 3 ngăn to. Tải trọng của cái ba lô này là 12kg. Kích thước ha, bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó. Nó sẽ có hai kích thước lọt lòng và kích thước bao phủ bên ngoài. Ở trong tài liệu hãng họ ghi là kích thước lọt lòng là 440 x 320 x 180. Có nghĩa là bề rộng cái bề này nè. Đây. Bề ngang của cái ba lô này sẽ là 440 nhân chiều cao là 320 và bề dày của cái ba lô này là 180 mm, đó là kích thước lọt lòng. Và kích thước bao phủ ở bên ngoài thì bề ngang sẽ là 450 mm, chiều cao sẽ là 340 mm và bề dày sẽ là 200 mm. Bề dày là cái phần đây. Cái phần cũng không kém quan trọng đó là cái phần đáy của cái ba lô này. Đây mọi người nhìn thấy ở dưới cái đáy hãng họ gắn vào những cái mảng gai gai như thế này, mục đích là để nó tạo cái khoảng cách khi mà mình đặt xuống cái bề mặt mà nó có ướt, nó có nước hay là hóa chất gì đấy thì nó sẽ không có tiếp xúc vào cái, nó sẽ không thấm vào cái bên trong của cái ba lô ha. Cái miếng đây là miếng nhựa luôn, miếng nhựa này là miếng nhựa chống thấm nước. Đó. Miếng nhựa ở dưới này nó rất là cứng, mà mình chứa dụng cụ ở trong này mình nó sẽ không bị thủng cái ba lô ha.